bánh miền Tây đây các bạn ơi. Bánh Có Tây ai dừa. có nhu cầu thì alo nhé. Bánh Tây dừa miền Tây. Đây, gói hai kiểu đây. Có. Kiểu dài, kiểu ngắn. Nấu lên nó thơm lắm nè. Mấy chỗ này thì chị này tính làm cho bé Châu đó, lá dừa giờ lá dừa nhà có rồi nè, chứ còn đây muốn gói lá dừa phải đi xin, xin người ta không cho nữa chứ mà lá dừa đó xấu, không được hả? đẹp. Lá dừa kia, Lá lá dừa của này mình nó hơi xanh, lá dừa kia nó trắng, lá dừa kia nó bự, nó to, của mình nó nhỏ cho nên gói nó không có được bự lắm. Nó bánh dừa miền Tây đây. Sao sao cứ cho chị trong này để bỏ cả cái nhận tiền củ dừa đó em. Cái gì cũng là dừa. Bữa nay không có đám nữa ít đám à? Mùa này Mùa mấy này tháng, ít hai cưới tháng à? Phải 9, 10. Này giờ một tháng làm tiệc, tiệc là lắm rồi. người kinh thì không có rồi nè, hai tháng thì không có rồi. Chỉ có người đồng bào thì có nhưng mà ít. Dạ. Làm sao mình có cái tân gia lớn này, đợi nó làm xong cái nhà cái là nó gắp cửa xong nhà hai buồn nào buồn mà nhà tình biết rồi chơi đi chút ăn thôi. Kéo vào trong kéo mày học đi.